Đầu tiên là nhân chỉ vị trí cho tất cả quý khách hàng trước nha. Như mình thấy con trỏ của nhân đang chỉ đó là quốc lộ 1A này. Còn bên trong này là cao tốc Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở đây là một cầu Bến Lức đi. Mình lấy cái mốc từ cầu Bến Lức thì mình chạy xuống đây nó khoảng 2 km. Nên chỉ đường này trước nha. Ví dụ như quý vị vừa qua cái cầu Bến Lức nè, thì có một cái ngã tư mình rẽ bên tay phải luôn. Thì mình ôm cái đường này mình chạy tới cái đường cao tốc. Thì nó có một cái con đường nhỏ, thì mình cứ men theo cái đường cao tốc dưới lòng đường cao tốc đó, thì mình chạy tới đây để đi vào dự án. Hoặc là một cái con đường là từ cầu Bến Lức mình chạy thẳng 2 km. Tới đây thì mình gặp một cái ngã ba, mình gọi là ngã ba Bình Ảnh. Thì từ cái ngã ba này thì mình đi đường Hương Lộ 6 để mình chạy vào dự án ở đây. Hoặc là mình có thể chạy thẳng xuống đây. Thì ở đây là ngã ba công viên Tượng Đài. Thì từ ở đây mình xuống đây nó cũng rơi vào tầm khoảng 2 km nữa. Thì ở đây là đường Phan Văn Tình. Đường Phan Văn Tình này mình chạy vào dự án vẫn được luôn. Như ở đây là mình thấy ví dụ như mình chạy đường Phan Văn Tình này, mình vượt qua cái đường cao tốc Trung Lương Sài Gòn, thì mình sẽ thấy cái cổng chào là thị trấn Thủ Thừa. Như quý vị mình thấy thì xung quanh đây là tất cả những tiện ích có hết rồi. Thì mình có thể coi xem những video trước là mình sẽ thấy được những cái tiện ích của nó. Chẳng hạn như chợ nè, ủy ban, rồi bệnh viện đa khoa, rồi trung tâm thương mại, ngân hàng, đầy đủ hết cho mọi người. Mình có thể bấm ngừng lại để mình đọc những cái vị trí nha mọi người. Ở đây là tiện ích, mình có thể đọc tiện ích nha. Còn ở đây là tổng sơ đồ, tổng quy hoạch của thị trấn Thủ Thừa. Cái thị trấn Thủ Thừa mình là nó 226 hecta, là tổng khu này luôn nha mọi người. Thì ở đây mình thấy như chỗ con trỏ của nhân chỉ là cái vị trí đất mình đang bán. Rồi nó ở đây thì nó có 4 lóc, và bên đây thì nó có 3 lóc nha mọi người. Thì bên đây là mình có cái ký hiệu ở trong cái sơ đồ đó là HC, tức là đất ở trung tâm hành chính. Còn bên đây là đất là TNM, nó là đất của trung tâm thương mại. Thì bên đây nó chia ra thành 2 khu. Mình muốn kinh doanh thì mình mua bên khu này, còn mình muốn ở thì mình mua bên khu này. Bây giờ Nhân sẽ phóng to lên cho tất cả quý khách hàng cùng xem luôn. Như mình thấy ở đây là có một cái lốc đất rồi lốc E nè. Thì phân lô khá là đẹp, khá là dung dứt luôn. Cái diện tích là ngang 5m và 25m. Bên đây thì với cái diện tích là ngang 5m, dài 24.6 và 24.7. Thì mình tính là ngang 5, dài 25 nha mọi người. Bên đây cũng vậy, bên đây cũng gần 5, dài 25. Thì một cái lớp đất chính giữa này thì nó bao gồm rất là nhiều tiện ích rồi. Ví dụ 4 lốc đất này thì ở đây thì nó có 2 cái công viên lớn rồi. Mình gọi là công viên Thủ Thừa, thì nó có 2 công viên lớn đây. Và cái chân chỗ này là trường trung học phổ thông Thủ Thừa ở đây nha mọi người. Còn bên đây là trường tiểu học Thủ Thừa. Còn bên đây là chi cục thuế nè. Bên đây là viện kiểm soát. Nó có tất cả những cái tiện ích rồi. Để phóng to lên cho tất cả quý khách hàng cùng mình xem nha. Và 3 lốc đất bên đây thì như mình thấy là ở đây là có một bến xe. Bến xe Thủ Thừa đó thì hiện tại đã hiện hữu rồi. Nếu như mà mình xuống dưới mình tham quan là mình sẽ thấy bến xe Thủ Thừa. Còn bên đây là trung tâm thương mại Thủ Thừa, cũng đã hiện hữu luôn rồi. Bên đây thì nhà nước phân lô với cái diện tích là ngang 4m, dài 23m. Còn bên đây là ngang 4, dài 20. Bên đây thì nhỏ hơn nha mọi người, ngang 4m, dài 16m. Và ngang 4m, ở đây cũng 4, 16 luôn. Ví dụ như mua ở đây thì được một cái là đối diện bến xe nè, còn mua lốc bên đây thì đối diện công viên.
Và đây là cái sơ đồ của nhà nước là đưa xuống đó mọi người. Đây là tổng thể của thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa. Ở đây bên nhà nước họ có chú thích nào, ví dụ như màu vàng là đất ở mật độ cao, ví dụ như khu vực này hay khu vực này, còn là đất ở mật độ trung bình thì những cái khu vực mà cái màu nó lạc hơn chút xíu. Còn màu đỏ là đất đai công trình công cộng là ở đây. Rồi để biết rõ những cái thông tin chi tiết về cái giá cả, giấy tờ pháp lý hoặc là biết thêm những cái thông tin khác thì quý vị khách hàng cứ gọi.